Tập 1. Lão gia, mau tới chơi đi. Đào uống đi. Bình Khang Phường, công tử vào chơi đi, vào chơi đi. Lâm Giảng Khanh, chỉ cần tối nay cô giết được Tư Trác Nam thì cô giàu to rồi. Tên đàn ông lăng nhăng Tư Trác Nam. Bảo bối à, đang diễn giống quá, kích thích quá, tao hứng thú hơn bọn họ nhiều. Trác Nam ca ca, lát nữa muội muội còn điều kích thích hơn nữa đó. Bảo bối à, đang chơi thật đấy à? Ta thật sự không làm được việc như giết người. Đồ trai đểu chết tiệt. Trai đểu. Trai đểu. Đại lý tự phá án. Tránh hết đi. Sao Sai Nha lại đến đây vậy? Hỏng rồi, sao lại gặp đúng lúc đại lý tự phá án chứ? Ta phải thoát đi kiểu gì đây? Lang Trung hộ bộ Hà Đức. Lão gia uống đi. Lão gia, ta mời ngài. Được, uống thêm nữa đi. Thì về đại lý tự Điệp Thanh. Bắt lại. Ngồi yên. Đại nhân, bắt được Hà Đức rồi. Sát thủ muốn giết Hà Đức đâu? Bẩm đại nhân, Lai Lạc vẫn đang truy bắt. Đưa hắn đi đi. Rõ. Đại lý tự Khanh Tô Mạch Ức. Trời ơi, ta đã thay bộ đồ này rồi mà vẫn bị nghi ngờ ư? Hỏng rồi, quên thay giày rồi. Đại nhân đang làm gì vậy? Chuyện liên quan đến sinh tử, liều thôi. Đại nhân. To gan đấy, còn dám trêu đùa bổn quan à? Đại nhân, ngài hiểu lầm rồi. Không phải vậy đâu. Không phải như vậy thì là thế nào? Còn muốn chạy hay sao? Đại nhân, đã bắt được kẻ giết Hạ Đức rồi. Thì về đại lý tự Lai Lạc. Rốt cuộc nữ tử ấy là ai? Nói đi. Đại nhân, bọn ta chỉ nhận tiền làm việc thôi. Bọn ta cũng không biết ai đã cử bọn ta đi giết Hà Đức nữa. Diệp Thanh, cho chúng nếm mùi đi. Bình này là tam bộ đoạn tràng tán, uống vào xong sẽ chết bất đắc kỳ tử trong ba bước. Đại nhân, đại nhân, tha mạng cho ta. Đại nhân, đại nhân, ta nói. Đại nhân, ta nói mà. Mau đuổi theo. Lẽ nào là cô ta? Phủ Lương Dương. Bẩm Dương gia, Hà Đức bị đại lý tự bắt rồi. Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Thuộc hạ vô dụng. Lương Dương, nếu đã vậy thì chỉ đành diệt khẩu thôi. Ngài yên tâm,
lần này thuộc hạ nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa. Được, ngươi lui xuống trước đi. Rõ. Ta có một đơn hàng mới giao cho cô đây. Ta không làm nữa. Ta không làm được việc như giết người đâu. Một lần lạ hai lần thạo, dần rồi sẽ quen thôi. Nhưng ta vốn không muốn giết người. Trạm môi giới vô danh, người môi giới. Lâm Giảng Khanh, cô đã tìm thấy sư huynh của cô chưa? Đã hoàn thành được di nguyện của sư phụ của cô chưa? Cô không cần danh tiếng, tiêu cục mễ đà đà 38 tuyến trên giang hồ nữa hay sao? Nợ của tiêu cục đã trả hết rồi sao? Làm xong phi vụ này, cô sẽ có được một khoản tiền khổng lồ. Đến lúc đó cô muốn làm gì chẳng được. Với lại, đây là chuyện tốt trừ hại cho dân đấy. Được rồi, vẫn như cũ, cô ba ta bảy. Ta bốn, cô sáu. Được, nói đi, giết ai? Hà Đức Lang Trung Bộ Hộ. Hắn đang ở Đại Lý Tự. Việc cô cần làm cũng đơn giản thôi. Ta sẽ sắp xếp cô vào làm tạp vụ trong nhà bếp của Đại Lý Tự, phụ trách đưa cơm cho Hà Đức. Giải quyết bằng một đao, dễ dàng làm xong nhiệm vụ. Đại nhân, mời ngài dùng. Mau lên, đừng làm chậm trễ giờ cơm của đại nhân. Sao ta lại quên được nhỉ? Trong bếp vẫn đang hầm canh. Nào nào nào, cô cầm lấy cái này trước đi, mang cho đại nhân đi. Mấy thứ này là gì đây? Đại nhân, ta đến đưa cơm cho ngài. Vào đi. Dân. Để ở đâu ạ? Để đó là được. Sao lại là hắn? Đại nhân, ta đến đưa cơm cho ngài đây. Vào đi. Dân. Để đâu ạ? Để đó là được. Sao lại là hắn? Mời đại nhân ạ. Tiểu nhân xin cáo lui. Đứng lại. Đại nhân, còn gì dặn dò ạ? Tiêu rồi, chắc chắn hắn nhận ra mình. Làm sao đây? Không sao, nói không chừng vẫn đánh lại. Ngẩng đầu. Nhìn cô lạ mặt, mới tới hay sao? Hắn đang... Đúng, tối đó mình che mặt. Tên gì? Lâm Giảng Khanh. Đi làm việc đi. Dân. Đại nhân, cái tên Hải Đức kia cứng miệng quá. Cách gì cũng dùng hết rồi. Kết quả hắn vẫn không nói gì.
Hắn biết chắc chúng ta không dám. Vậy chúng ta bị kiểm soát rồi hay sao? Tuy chúng ta không dám, nhưng mà người dám đã đến rồi còn gì. Ý của đại nhân lợi dụng nữ sát thủ kia. Nhưng mà cả buổi chiều cô ta bận rộn ở nhà bếp, không rửa rau thì cũng là nhặt rau. Cô ta cũng không có thời gian điều tra Hà Đức ở đâu. Đại nhân, trà chiều của ngài à? Vào đi. Vâng. Đại nhân, vẫn đặt ở đây à? Mời đại nhân dùng trà. Tiểu nhân xin cáo lui. Đợi đã. Lại sao nữa? Đại nhân có gì dặn dò à? Đại nhân, ta không biết bài mực. Thôi vậy, ta thử xem. Xin lỗi đại nhân, ta không có cố ý. Để ta giúp ngài. Sao thế đại nhân? Sao mỗi lần đại nhân đụng trúng nữ sát thủ này lại là cảnh tượng như vậy chứ? Ta đã nói là ta không biết bài mực. Là đại nhân cứ bắt ta. Vậy tiểu nhân xin phép cáo lui ạ. Đại nhân, sao ngài để cho cô ta đi vậy? Chúng ta đã nói là phải. Tiểu nhân đi lấy nước cho đại nhân ạ. Nữ sát thủ xuất hiện ở phường Bình Khang, tên Lâm Giảng Khanh, là sát thủ của trạm môi giới vô danh. Trạm môi giới vô danh. Vâng, nô tài đã sắp xếp cô ta trà trộn đại lý tự. Chính là cô ta. Nơi này không thể ở lâu được. Mặc kệ hắn là Hà Đức hay Dương Đức, tham quan hay quan tốt, chuyện giết người thì ta không làm. Việc này không làm nổi. Nhưng lúc đêm khuya ta chuồn thì hơn. Hỏng rồi. Hàng tay bỏ thư phòng rồi. Đó là thứ duy nhất cha mẹ để lại cho ta. Muộn vậy rồi còn chưa ngủ. Chăm chỉ thế. Liều thôi. Cứ đi đòi lại. Oh.
Đại nhân, ngài định làm gì? Nửa đêm canh ba, cô đến đây làm gì chứ? Ta đến tìm khăn tay. Ban ngày bỏ quên ở đây. Vừa rồi ta có gõ cửa, ngài không trả lời, nên ta mở cửa đi vô. Ngài không tin ta hả? Ta thề lời ta nói là thật. Nếu như ta nói dối sẽ bị sét đánh. Không được, đủ rồi. Ra ngoài đi. Ngài tin rồi hay sao? Vậy khăn của ta đâu? Dứt rồi. Dứt rồi? Sao ngài có thể tùy tiện dứt đồ của người khác vậy? Đi ra. Khăn của ta đâu? Dứt rồi. Dứt rồi sao? Sao ngài lại tùy tiện dứt đồ của người khác vậy? Đi ra. Không được. Nó không chừng hắn đang lừa ta. Ta phải tự tìm. Còn tưởng là cao thủ, hại bọn ta canh cả đêm. Không ngờ chỉ là Tây Mơ. Ta đắc tội với ai rồi hả? Hà Đức đã chết, giống như ngày đoán. Nữ sát thủ kia đã bị bắt. Tốt. Đi đi. Dân. Cô có thể đi rồi. Bọn ta đã điều tra rõ, cái chết của Hà Đức không liên quan đến cô. Thật, thật sao? Có giống đang đùa với cô hay không? Không giống. Ta còn tưởng đại lý tự luôn tra rõ sự tình, sẽ không phân rõ đúng sai sao? Đâu có, đâu có. Sao lại có thể như vậy được? Cảm ơn nha. Tạm biệt, hẹn ngày gặp lại. À không, không hẹn ngày gặp lại. Sao về lại nhà bếp rồi? Đại nhân, từ nhỏ ta đã là cô nhi. Cái khăn đó thực sự rất quan trọng với ta. Là thứ duy nhất cha mẹ để lại cho ta. Mong là đại nhân có thể nói cho ta biết bây giờ nó đang ở đâu. Đừng nói là ở trong này nha. Cô còn muốn tìm hay không? Dù nó thành thế nào, với ta ý nghĩa vẫn như vậy. Thật ra ta cảm thấy có một số thứ đặt ở trong lòng cũng vậy cả thôi. Ta cáo từ đây. Tạm biệt.
Tuy là mất khăn rồi, nhưng mà mạng vẫn còn. Đều tại các người môi giới đáng ghét kia. Bây giờ ta đi nói cho ra lẽ mới được. Lại thêm hai người nữa. Cứu bạn! Cứu bạn! Đứng lại! Đứng lại! Đứng lại! Không được chạy! Đứng lại! Hai vị huynh đệ, hai người nghe ta nói, người môi giới là kẻ thù của hai người đúng không? Khéo ghê! Cũng là kẻ thù của ta luôn. Ta lần này ta đến là để báo thù. Ta đại nhân, sao ngài đến đây? Đi, đi. Sao ta lại về đây rồi? Tiểu Lâm à, cô và tôi đại nhân là sao vậy? Là sao cái gì? Thôi đừng có ngại nữa. Tỷ đây nhìn thấy cả rồi. Nhìn thấy rồi. Mà thấy cái gì? Có phải cô không khỏe bị ngất? Tôi đại nhân đích thân bế cô về đây không? Ý tỷ nói là Tô đại nhân đích thân bế ta về đây sao? Đúng. Ngày ấy thật sự bế ta về đây à? Đương nhiên. Đại nhân, thứ này phát hiện ở trạm môi giới. Hay cho màn kịch che mắt. Cô xem thử thanh đoạn kiếm này có gì đặc biệt. Hoa văn trên gắn kiếm rất đặc biệt, chưa thấy bao giờ. Đúng vậy, chưa thấy bao giờ. Vụ án tham ô mà Hà Đức dính líu có đến 2.000 lượng bạc không cánh mà bay. Cô nghĩ chúng đang ở đâu? Đây là có lẽ. Đại nhân có dự định gì? Lai Lạc, cô lập tức tìm tài liệu quân giới và nghe ngóng kỹ càng xuất xứ của đoạn kiếm. Dân. Khốn kiếp! Ngài đừng nổi giận. Có lẽ Tô Mạnh Ích không phát hiện ra vấn đề của đoạn kiếm. Cái tên ngu ngốc này. Người biết Tô Mạnh Ích là ai không? Xuất thân thế gia, tuổi trẻ thành danh, văn võ song toàn, thi một lần là đổ. Suy nghĩ thấu đáo, phá án nhanh gọn. Mới đến đại lý tự chưa được mấy năm, đã ngồi lên vị trí đại lý tự khanh. Thuộc hạ biết ngài vẫn luôn coi trọng Tô Mạnh Ức. Người nói không sai.
Chỉ tiếc là Tô Mạch Ước này cứ luôn đối đầu với Bản Dương. Hai tên đó muốn giết ta, chắc chỉ là trùng hợp. Không được, chuyện sống chết không thể ôm tâm lý may mắn được. Hiện tại tạm thời ở lại Đại Lý Tự sẽ an toàn hơn. A Khanh, ta đi đưa cơm. Để ta đi đưa cho tôi đại nhân. Cô, cô đi đi. Tỷ đừng có hiểu lầm. Không phải vì tôi đại nhân bế ta, ta mới đi đưa cơm cho ngài ấy. Ta có chuyện muốn nói với ngài ấy thôi. Đúng đúng đúng, đi đi. Thật mà. Không phải cô có chuyện muốn nói với bản quan sao? Đúng. Đầu tiên cảm tạ ơn cứu mạng của đại nhân. Ta biết trước đó đại nhân nghi ngờ ta là đồng phạm giết Hạ Đức, nên mới cố ý thả ta đi, muốn đi theo ta lần ra manh mối. Cũng không ngốc lắm. Ta thừa nhận trước khi đến Đại Lý Tự, ta đúng là có nhận mối giết Hà Đức. Nhưng mà sau khi đến đây, ta chưa từng có ý giết hắn. Ta không dám giết người, cũng không muốn bị giết. Ta vốn là tiêu sư của Bể Đa Đa, để kiếm tiền giúp sư phụ hoàn thành di nguyện gây dựng lại tiêu cục, nên mới bị người môi giới lừa đến vô danh, làm sát thủ bán thời gian. Hai kẻ hôm nay ta không hề quen, nhưng ta cảm giác được thật ra rất nguy hiểm. Nói cho cả buổi mới nói tới trọng điểm. Đại nhân, ta muốn ở lại Đại Lý Tự tiếp tục phụ việc ở nhà bếp. Từ sát thủ bán thời gian đến phụ bếp bán thời gian, cô cũng rành nhiều cái ghê. Đại nhân à, ngài có thể hoàn thành một điều ước nho nhỏ của ta hay không? Cô nghĩ sao? Đương nhiên rồi. Đại nhân, đây là tiêu cục Mễ Đa Đa. Ta đã điều tra, lão tiêu đầu đã qua đời cách đây không lâu. Xem ra Lâm cô nương không phải sát thủ. Lâm cô nương, người ta không phải sát thủ, chúng ta đâu thể tiếp tục mưu quan cho người ta được. Nhưng mà như vậy thì manh mối của chúng ta đứt rồi. Ra tiếp kiểu gì đây? Yên tâm đi, họ sẽ ra tay tiếp. Lâm thị vệ, cô làm gì ở đây vậy? Ta đang thể hiện nhiệt quyết và quyết tâm ở lại của ta với đại nhân. Đại nhân, Đại Lý Tự phân công rõ ràng, không cần phải đảm nhiệm nhiều công việc, cứ làm đúng việc của mình là được. Tạ đại nhân. Đại nhân, sắp đến lễ thượng nguyên rồi, chúng ta vẫn sắp xếp như mấy năm trước à? Sắp đến lễ thượng nguyên rồi. Lễ thượng nguyên có gì đặc biệt hay sao? Lễ thượng nguyên là ngày lễ mỗi năm một lần của Đại Lý Tự. Không nói cô biết đâu. Ngươi, đại nhân, ngài không đi cùng bọn ta thật sao? Không có hứng. Thôi vậy. Sao Lâm thị vệ còn chưa đến?
Cũng tới giờ rồi, xuất phát thôi. Được. Đại nhân, sao ngài vẫn chưa thay đồ? Đại nhân bận rộn công việc, cô tự lo thân mình là được. Đi thôi. Lai tổng quản, gọi ta Lai Lạc là được. Lai Lạc, ta thấy làm thì dễ đại lý tự, vui ghê. Còn được đi dạo khắp nơi, tưởng đến chơi thật hay sao? Kim Ngô Vệ bảo vệ trị an, đại lý tự phụ trách âm thầm hỗ trợ. Một khi xảy ra chuyện, chúng ta phải ra tay. Lai Lạc, xem kìa, đằng trước có chơi đoán câu đố. Hay là chúng ta đi chơi cái đó đi. Đoán câu đố, lo làm tốt công việc của mình trước đi. Lai Lạc, không sao đâu. Hay là cô muốn chơi gì khác, ta có thể chơi cùng với cô. Huynh, đừng có xem thường ta, ta rất giỏi đấy.